Xin chào mừng các bạn đã đến với ngành đào tạo cử nhân tham vấn học đường của Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những ngành có đóng góp rất là quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nhà trường và công cuộc phát triển bền vững nhà trường hiện nay. Tôi là Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa giáo dục của Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Như chúng ta đã biết, trường học là một thế giới của những điều mới lạ mà người học được tiếp xúc trước tiên trước khi ra ngoài xã hội để bươn trải. Đó là thế giới của tình bạn, tình thầy trò và tình yêu thương, là nơi của những tấm lòng nhân hậu sẵn sàng giúp đỡ người học khi gặp những khó khăn và là nơi chắp cánh cho những ước mơ của biết bao nhiêu thế hệ trẻ. Tuy nhiên, ở trong mỗi giai đoạn phát triển về thể chất và tâm lý thì người học có thể trải nghiệm với những cái thách thức và những cái khó khăn nhất định. Chính vì vậy, để mỗi người học tự biết và hoàn thiện mình, nhà trường nói chung và giáo viên nói riêng cần phải biết lắng nghe, thấu hiểu đầy đủ về những vướng mắc của học sinh, chia sẻ và có những cái giải pháp định hướng cho sự phát triển tâm sinh lý của các em một cách đúng đắn. Do đó, tham vấn tâm lý học đường là một cái hoạt động rất là quan trọng, không chỉ tư vấn chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các em học sinh mà còn tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với cả lứa tuổi của các em học sinh. Cụ thể hơn, đó là các cái vấn đề về tâm lý học sinh thường gặp phải có thể thuộc một trong những cái lĩnh vực, ví dụ như là khó khăn trong học tập, khó khăn về vấn đề nhận thức, khó khăn về những cái vấn đề cảm xúc, hành vi và khó khăn trong các cái mối quan hệ về xã hội, hướng nghiệp. Chính vì vậy, nhằm mang đến một chương trình đào tạo có chất lượng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trong đào tạo thì chương trình cử nhân tham vấn học đường của Trường Đại học Giáo dục được xem là một cái đơn vị tiên phong tại Việt Nam đào tạo bài bản và cung cấp cho xã hội cái chương trình cử nhân cũng như là chương trình thạc sĩ tham vấn học đường. Chương trình đào tạo cử nhân tham vấn học đường là một chương trình đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay được khoa các khoa học giáo dục xây dựng nhằm đào tạo chuyên viên tham vấn tâm lý chuyên nghiệp trong trường học ở Việt Nam theo hướng tích hợp hiện đại, lấy nghiên cứu dựa trên minh chứng làm nền tảng, phù hợp với đặc điểm của học sinh Việt Nam và tiệm cận với trình độ nghề nghiệp của người làm công tác tham vấn theo tiêu chuẩn thế giới. Đặc biệt, khi khảo sát về nhu cầu nguồn nhân lực tham vấn học đường hiện nay thì chỉ có thấy rằng là ngành tham vấn học đường đang trở nên vô cùng cấp thiết khi mong muốn là mỗi trường học ít nhất có một chuyên viên phụ trách toàn thời gian về cái công tác này. Và khi nói về nhu cầu đào tạo cử nhân tham vấn học đường thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng khẳng định là các trường đại học cao đẳng trung cấp và trường trung học phổ thông trung học cơ sở cần có cái bộ phận tư vấn hỗ trợ học sinh sinh viên chú trọng trong hoàn thiện mô hình hoạt động và bố trí cán bộ giáo viên chuyên trách cũng như là cán bộ kiêm nhiệm để làm cho cái công tác tư vấn tâm lý hướng nghiệp, khuyến khích các cái tổ chức tư vấn cho học sinh ở bậc tiểu học. Với quy mô trường lớp hiện tại thì nhu cầu xã hội ở trong những năm tới sẽ cần có khoảng 80.000 người làm công tác tham vấn hỗ trợ tâm lý học đường. Theo thông tư của Bộ Giáo dục Đào tạo đã thể hiện được cái tính cấp thiết và nhu cầu đào tạo cử nhân tham vấn hiện nay. Vậy khi tham gia chương trình đào tạo cử nhân tham vấn tâm lý thì người học sẽ đạt được những cái gì? Tại Trường Đại học Giáo dục thì chương trình cử nhân tham vấn tâm lý sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về tâm lý và giáo dục để sinh viên có năng lực nhận diện các vấn đề khó khăn về tâm lý, hành vi cảm xúc, khó khăn trong học tập và mối quan hệ, định hướng nghề nghiệp, các kỹ thuật đánh giá và sử dụng các cái công cụ trắc nghiệm, tổ chức các hoạt động dự phòng, tham vấn cá nhân, tham vấn nhóm, tham vấn các vấn đề chuyên biệt, làm việc với giáo viên, làm việc với phụ huynh để hỗ trợ cho học sinh. Ngoài ra thì sinh viên cũng sẽ có những cái năng lực ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ và phòng ngừa các khó khăn tâm lý cho học sinh trong nhà trường hoặc trong các cái tổ chức giáo dục, năng lực tổ chức và huy động các nguồn lực xã hội trong việc triển khai các hoạt động giáo dục cho học sinh. Đặc biệt, bên cạnh lợi thế về kiến thức và kỹ năng của môn học đến với chương trình cử nhân tham vấn tâm lý thì các bạn sinh viên có thể hoàn toàn chủ động ở trong chương trình học thông qua các cái phương pháp học tập hiện đại như blended learning. Điều đó có nghĩa là sinh viên được học cả trực tuyến và học trên lớp kết hợp với nhau. Ngoài ra, nhà trường sẽ thiết lập một cái hệ thống quản lý học tập trực tuyến là hệ thống Moodle để khai thác các cái kiến thức của cái môn học, trong đó thì có đưa ra rất là nhiều các cái công cụ để sinh viên có thể học tập, trao đổi, tương tác với thầy cô ở trên cái nền tảng này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị một số những cái học liệu rất là chất lượng để người học có thể sử dụng trực tuyến phục vụ cho cái việc học tập của mình. Trong cái phương pháp giảng dạy thì giảng viên sẽ vẫn lên lớp, tuy nhiên bên cạnh đó thì còn có các cái hoạt động mà được các bạn là tổ chức ở phía bên ngoài lớp học nữa. Một số hoạt động còn mang tính chất là tự định hướng và để các bạn sẽ làm dưới dạng là những cái dự án hợp tác. Phương pháp học tập như vậy sẽ mang lại rất là nhiều cái lợi ích. Có thể giúp các bạn là tiếp cận với các cái nội dung có chất lượng tốt hơn, liên quan nhiều hơn và khớp hơn theo nhiều các cái dạng loại hình tương tác ở trên lớp học. Và cấu trúc chương trình sẽ trở nên linh hoạt hơn để đáp ứng được những nhu cầu của các bạn sinh viên. Và cái cách học Blended Learning cũng là cái cách mà để cho sinh viên được tham gia thực hành nhiều hơn. Cái điều này sẽ là những cái điều mà áp dụng xuyên suốt ở trong chương trình học của các bạn. Còn về cơ hội việc làm của chương trình học này thì cũng sẽ rất là đa dạng cho các bạn học cử nhân ngành tham vấn học đường.
Bởi những cái kiến thức kỹ năng được trang bị thì người học có thể đảm nhiệm rất là nhiều các vị trí chuyên môn như là chuyên viên tham vấn học đường chuyên trách tại các cơ sở giáo dục. Người tổ chức có thể trực tiếp thực hiện các hoạt động tham vấn học đường tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và tại các trường mầm non, các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cao đẳng đại học. Các bạn cũng có thể tham gia bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ tham vấn học đường cho đồng nghiệp là các giáo viên kiêm nhiệm, lãnh đạo nhóm rồi là tổ tham vấn học đường ở trong cái cơ sở giáo dục cũng như là những cái hoạt động cho phụ huynh và cho cộng đồng. Ngoài ra thì người học cũng có thể sẽ được tham gia hỗ trợ giảng dạy và nghiên cứu khoa học về các cái lĩnh vực ở trong cái chuyên môn là tham vấn học đường như là tâm lý học học đường rồi là tư vấn giáo dục hướng nghiệp, công tác xã hội, trường học ở các trường đại học và cao đẳng, các học viện, viện nghiên cứu khoa học, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng về giáo dục. Cũng như là ở trong cái lĩnh vực phát triển đội ngũ và nghề nghiệp tham vấn học đường hiện nay. Cuối cùng thì là những cái bạn là chuyên viên có thể là ở các bạn sẽ ở vị trí là chuyên viên phụ trách công tác tham vấn học đường trong các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và về đào tạo, có thể giúp cho các vị trí là các cán bộ lãnh đạo ở sở phòng giáo dục và đào tạo để tham gia tổ chức triển khai các hoạt động giáo dục có liên quan đến lĩnh vực chuyên sâu về tư vấn hướng nghiệp hay là tâm lý học học đường và công tác xã hội học đường ở các cấp học cũng như là các cái hoạt động phát triển công tác tham vấn học đường nói chung. Với những cái lợi thế như vậy thì chúng tôi tin rằng là chương trình đào tạo tham vấn học đường của trường Đại học Giáo dục sẽ mang đến những trải nghiệm rất là tuyệt vời với tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình này.